Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó, thì đây là mấy cái con bò cặp đen của mình nha bạn. Đó, thì lúc trước mình có nuôi sinh sản á, thì nó sinh sản cho mình được mười mấy con mà, mười mấy hai chục con gì đó. Thì mình cũng có tặng cho các bạn chơi, cũng hết một ít, với là bạn của mình cũng đến nhà cho mình bắt gì chơi bạn. Đó, thì mình có chừa lại khoảng 8 con, ha, 8 con. Đó, giờ cái con bò cặp cha bữa tới thì nó đã không còn nữa bạn ơi. Chắc mình nghĩ nó đã già quá rồi á. Đó, thì đây là số lượng con mấy con bò cặp con nữa bạn. Đó, thì lúc trước mình cho nó ở một cái lớp lót nền bằng sơ dừa bạn. Đó, thì cái sơ dừa nó khá là dơ. Đó, mỗi lần nó vệ sinh ra hoặc là những cái con thức ăn của nó ăn nó để lại bạn. Đó, rồi những cái con bù hóng nó bò vô á thì rất là hôi bạn. Mỗi lần mình dọn vệ sinh nó cũng khá là dơ. Đó, thì bữa mình có lên YouTube mình xem á thì mình thấy các bạn đi bắt bò cạp đó bạn. Thì những cái con bò cạp nó sống ở vùng đất đỏ bạn. Đất đỏ mà đất nó có pha cát các bạn. Đó, thì mình cũng lấy về một ít. Mình làm thử, mình thấy mấy con này nó sống được cũng ok bạn. Thì hôm nay mình quyết định mình làm lại một cái chuồng ha. Mình lót lại cái mình bằng cái đất đỏ. Với lại mình có làm hang rồi đó bạn. Đó, mình set up lại ha, một cái chuồng mới để cho những cái con bò cạp này nó sống các bạn ha. Đó, thì do nó sống trong cái mùn sơ dừa thì mình thấy khá là dơ các bạn. Đó, thì hôm nay mấy con bò cạp con mình nó cũng khá là lớn rồi các bạn. Chắc mình nghĩ nó cũng tới tuổi trưởng thành rồi. Đây nè, đó, còn được 8 con nha bạn. Đó, đó bạn thấy không, 8 con ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái chuồng ha. Mình set up một cái chuồng ha, có hang có đất rồi đó, rồi mình sẽ bắt mấy con bò cạp thì mình thả vô ha, rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Đó là bạn thấy không nè, 2 con nè, 4 con đó, thì nữa nè, đó 8 con nha bạn, 8 con bò cặp đen nha. Bò cặp này bò cặp con mình nuôi sinh sản bữa giờ nha bạn. Đó, thì nó đã lớn rồi đó, thì mình sẽ làm một cái chuồng ha, mình thả nó vô. Đó rồi các bạn, đó thì đây là mình cũng làm xong cái chuồng rồi. Hồi nãy mình có đi phơi các bạn, mình phơi cho nó khô ráo bớt cái đất các bạn. Chứ bữa nay mình có xịt nước vô để mình dễ mình cái đất đó mình dễ làm cho nó cứng lại, nó cố định các bạn. Đó thì mình có làm một cái hang, đây là cái hang các bạn. Đây là cái hốc nè, bạn thấy cái hang cái hốc nè. Đó. Đó, hang cũng khá là sâu để cho những cái con bò cạp vô đây nó trú nè. Bạn thấy không? Đó có lớp ở trên mình nữa, làm cái cầu giống như cái vỏ cây mình để á. Đó, để những cái con bò cạp vô đây nó trú ẩn ha. Còn đây là một cái cây để nó leo lên. Đó, leo lên đây. Nãy mình có thả mấy con dế mồi vô đây sẵn để cho mấy lát có mấy con bò cạp nó đói nó ăn nha bạn. Đó, mình lại có làm mấy cục đá ha, làm 4 cục của bạn. Đó, để cho những cái con bò cạp nó nè. Ở đây có một cái đường. Đó, đường rảnh như nè. Đó, nó ăn nó chạy dọc qua đây. Đó, đây nè bạn. Đây có những cái rảnh nè bạn thấy không? Đó, đây nè. Đó. Ở đây cũng có cục đá ha. Rồi đây là một cái chén nước để cho con bò cạp nó uống ha. Đó, thì này mình là dùng cái đất đỏ nha bạn, dùng cái đất mà mình thấy ở trên YouTube các bạn đi bắt bò cạp đó, các bạn đào hang đổ bạn. Đó thì các bạn thấy mình thấy các bạn bắt ở cái vùng đất nó giống vậy nè bạn. Đó là mình có đi qua đến bên quận 9 các bạn. Đó, mình lấy cái đất này nè, đất này nè. Đó, có nhiều bạn hôm bữa mình có nhiều bạn hỏi mình đó là mình là lấy cái đất nào để mình làm chuồng dế, thì bữa mình cũng lấy cái đất này luôn đó bạn. Đó, đất này mình thấy xài cũng khá là ok ha, nhưng mà nó khô lại đó bạn, thì nó khá là cứng ha. Còn mà khi mà có nước vô thì nó khá là dẻo bạn. Đó, mình có thể nặng hay là mình bất cứ mình làm gì cũng được. Mình đó bạn thấy mình mới làm trên đất nó ướt á, thì mình cũng làm cái trụ cái ổ nè bạn thấy không? Đó, mình đắp cái gốc nè, đó cho nó cứng cáp bạn. Đó, nhưng mà khi mà mình xịt nước vô thì nó sẽ ẩm. Đó, đất này khá là ok luôn nha bạn. Đó, thì mình thấy là dùng cái đất này nó vừa nuôi dế được nè, cũng vừa có nuôi bò cạp cũng được ha bạn ha. Đó, thì hôm nay mình thấy mấy bạn thấy cái chuồng nó sạch sẽ. Đó, khi mà mình như vậy có một cặp nó vệ sinh ra thì mình cứ lấy cái muỗng nè bạn. Đó, mình múc như nè. Đó, thì ra mình dọn dẹp luôn, nó cũng có dễ ha. Còn bữa sơ dừa thì mình phải mới múc nhiều. Với lại nó lẫn lộn chổng bạn. Đó, rồi dế, nhiều khi có mấy con dế chết chổng á. Đó, thì có những cái con bù hóng nó bu chổng rất là hôi. Đó, nên mình quyết định mình làm cho có một cái chuồng nè, sạch sẽ ha, bằng đất nè bạn thấy không? Đó, có nhiều cái có hang, đó có đá, rồi có cây để nó leo lên. Đó, bây giờ không nói liên thiên nữa, thì mình bắt mấy con bò cạp mình thả vô cho bạn xem nha. Đó, bạn chờ mình xíu, đi dắt từng con các bạn. Đó, đây một em đầu tiên. Đó, chút xíu nữa mình sẽ đưa cái máy xuống mình quay ở trong cái hang cho bạn xem luôn. Đó, giờ mình sẽ thả vô trước. Đó, lát mình sẽ tháo cái máy xuống. Để hiện tại cái máy mình đang gắn lên bạn. Đó, thì mình sẽ thả từng con vô. Chút xíu nữa mình sẽ quay hết lại cho bạn xem xuống dưới. Mình tháo cái máy ra mình quay. Đây, 2 con. Đó, vô môi trường mới. Đó, bữa mình có bỏ thi xô thử vô một ít đất cho nó sống thử bạn. Đó, thì mình thấy cũng ok. Hôm nay mình quyết định mình làm cái chuồng các bạn thấy không? Đó, cũng khá là đẹp ha. Đó. Hồi đó bạn thấy những cái hốc các bạn thấy mới bò cạp bò qua nè. Đó, rất là đẹp ha bạn ha. Đây, tiếp tục nữa, một con nữa. Đó, 4 con nha bạn.
Đây, 5 con. Đó, mấy một cặp con bữa nay nó lớn rồi các bạn. Đó, mình nghĩ chắc là nó cũng tới tuổi sinh sản rồi các bạn. Đó. Đó, con này con đực nè bạn. Con đực này thường thường cái càng nó to ha. Con cái thì cái càng nó nhỏ. À, con cái nè bạn, con cái nè. Nè các bạn thấy con cái không? Nè con đực nè. Đó. Các bạn thấy không? Hai con nữa cái càng nó to. Rồi nó chui vô hang các bạn thấy không? Đó 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 đó, nó chui vô hang nó trú các bạn. Ở chút xíu nữa mình sẽ quay dưới cái hang này cho những cho bạn thấy những con màu cặp nó trong hang. Wow, bỏ thả con nào vô nó chui hết rồi. Mấy con ta? 6 con không ta? 6 con, 7 con gì không ta? 6 con, 6 con. Đây, con thứ 7 đây. Còn con nữa. Đây, con này con đực nè. Khá là to luôn nè. Đó, càng không muốn to, người nó bự bạn thấy không? Đó, 8 con các bạn. Đó, vô môi trường mới ha. Nhưng có những con rút mới đây rút vô là trong hết các bạn. Đó thì này mình cũng khuyến cáo ha, những bạn nhỏ tuổi không nên nuôi bò cạp giống như mình nha bạn. Ha, vì những cái con bò cạp nó cũng có độc ha, rất là nguy hiểm. Nên mình khuyến cáo những bạn nhỏ tuổi ha, không nên nuôi bò cạp giống như mình nha. Đó thì lớn lớn này các bạn hãy nuôi nha. Đó thì bây giờ mình sẽ tháo cái máy xuống ha, mình quay ở dưới chi tiết cái chuồng cho bạn xem, với là mình đưa cái máy xuống cho bạn xem cái hốc trong cái hốc này luôn ha. Rồi đây bạn, đó thì mình mới vừa tháo cái máy xuống nè. Đó, mình qua quay sát cái chuồng cho bạn xem ha, những cái ngóc ngách nè. Đó, những hốc cây nè bạn. Đó, những cái con bò cạp sẽ di chuyển ha, nó bò qua bò lại bạn. Đó, nhìn thấy cái chuồng nó cũng khá là đẹp hơn. Đó, lúc trước thì mình nuôi trong cái sơ dừa này, lúc đầu nãy mình có đeo chiếu trên cái màn ảnh cho bạn xem á thì nhìn nó cũng không có được đẹp lắm ha. Đó, với lại cũng khá là dơ. Đó, bạn xem đây nè. Đó, bắt đầu nó chui vô nó cái hốc nè. Đó, thì mình sẽ đưa cái máy xuống cho bạn xem ha. Đó, chút xíu đi để mình quay hết cái trên này đi. Chứ mình sẽ đưa cái máy vô cái hốc cây để cho bạn xem những cái con bò cạp này ở trong hang ha. Đó, đây mình đưa ra, đây là chén nước ha, chén nước mình để cho bò cạp nó uống. Đó, đây mấy bò cạp đây. Đó, thì mới vô thì nó cũng còn hơi lạ lạ làm lẩm chút xíu. Đó, chút xíu nó mới làm quen được cái môi trường mới ha. Ở dịp trước nào thì mình nuôi trong cái sơ dừa đó thì mình xịt ẩm vô thì có lúc nó ở móc luôn mà. Đó, bạn thấy không này nè. Đó, những con bò cạp đang trong hang nè. Để mình ngừng cái máy xíu nha, mình đưa cái máy vô sát vô cái hang cho bạn xem nha. Rồi đây bạn, đó thì mình đưa cái máy xuống đây các bạn ha. Đó đây. Đó bạn thấy không? Mấy con bò cạp nó chui trống rồi nè. Đó như là 1 2 3 4 con nha bạn. 4 con nó chui vô cái hốc cây này giống như cái hang nè bạn. Đó mình tạo cho nó cái hang nè. Đó để nó trú ẩn đó bạn. Đó thì bò cạp này ban đêm nó mới ra ngoài nó ăn nha bạn. Ban đêm nó mới ra ngoài nó kiếm ăn. Còn ban ngày thường thường nó chút nó rút nó trốn trong hang nữa bạn. Đó, bạn thấy không? Cái hang này mình làm nó cũng khá là ok nè. Ở trên này thì nó có thể di chuyển qua, ban đêm nó phải bò qua bò lại giống như cái cầu nè bạn thấy không? Đây nè, đó. Trên là cái cầu ha. Đó, còn ở dưới là cái hang cái hốc đó. Đẹp không bạn? Đó, cũng khá lý tưởng nha. Đó. Đó thì mình thấy là ở trên ở ngoài thiên nhiên thì mấy con bọ cạp này nó cũng đào hang, nó sống trong hang nữa bạn. Nói thấy mấy bạn đi bắt đó, bạn đào hang cho mấy bạn bắt đó bạn. Đó thì mình mới tẩy một ý tưởng là mình đã tạo cho nó một cái hang đó, đó bạn thấy không, này là hang nè. Đó nhưng mà không có được rộng rãi lắm nên mình không có làm mỗi con một hang mà mình chỉ làm một cái hang to thôi, tại mình thấy nó mới ở với một cạp này nó sống chung cộng đồng được các bạn. Đó, nó không phải giống như mấy con bò cạp sa mạc. Mấy con bò cạp sa mạc thì mình để chung cộng đồng vậy thì nó ăn lẫn nhau các bạn. Còn những con này thì mình bò cạp đen này mình nuôi từ nhỏ tới giờ các bạn, nó thì mình thấy nó không ăn lẫn nhau, nó chỉ ăn mấy con dế mồi được thôi. Đó nên mình mới quyết định là mình làm một cái hang thôi. Đó để cho những con này nó sống chung nè. Đó, bạn thấy không? Đó, khá là ý tưởng luôn nè bạn ha. Đó, cái hang cũng khá là đẹp, còn nó đi ra nè bạn. Đây nè. Đó. Nhìn nó ngầu ha bạn ha. Nhìn cái con bò cạp này khá là ngầu nhưng mà đụng vô nó thì không có ngầu đâu nha bạn ha. Nó có cái kim nè. Đó. Kim này chích vô cũng là bị độc các bạn ha, sưng tấy gì đó. Đó, có những ngôi chỗ đó bị sưng đỏ lên, tấy lên các bạn. Đó cũng khá là nguy hiểm ha. Này mình cũng khuyến cáo lại ha, những bạn nhỏ tuổi không nên nuôi bò cạp giống như mình ha. Đó mình nuôi lâu rồi mà mình còn chỉ có dám mà lấy cái nhíp. Đó lúc nãy mình có lấy nhíp á. Đó, để mình đưa qua đây cái. Đó, đây nhớ nè. Đó mình chỉ lấy giấy mấy cái nhíp á, mình gấp cái phần đuôi nó bạn, mình gấp phần đuôi nó mình dở lên thôi chứ mình không có dám bắt tay luôn nha bạn. Đó. Thì mình thấy ở có những bạn bắt tay được đó thì mình thấy mấy bạn tại mấy bạn nhiều kinh nghiệm hoặc là các bạn không có biết cách để mà né được cái kim của nó đó bạn. Đây nè, đó còn mình nuôi nào giờ mình chỉ lấy nhíp thôi, mình gấp mình di chuyển nó qua lại á, hoặc là mình thay vệ sinh chuồng rồi đó thì mình lấy cái nhíp mình gấp thôi các bạn thấy không nha, kim độc của nó nè. Đó khá là nhọn luôn các bạn thấy không, nó chích vô thì khá là nguy hiểm nha. Đó. Con này to ghê luôn ha bạn ha, con này to ghê luôn nè. Đó. Nhưng mà mình mấy con này con ha, nên này mình không biết là nó có tới tuổi sinh sản chưa.
đó, bạn coi các bạn biết các bạn comment cho mình biết nha, những cái con mọc cạp này nó có tới tuổi sinh sản chưa nha bạn ha. Đó thì mình thấy nó cũng to rồi đó, đây là những con mọc cạp con nha, chứ mình có mua một cặp bò cạp ha về mình nuôi á, thì nó sinh sản cho mình được một ít khoảng như 20 con á, mình nhớ là 20 con, 18-20 con gì đó đó, thì mình có tặng với lại mình có tặng cho bạn mình chơi đó bạn đó, thì mình chừa lại có 8 con thôi đó, 8 con này nè đó, nó chui đây nữa nè, đây mình được cái máy nè đó, nó chui hết rồi bạn ơi, con còn 2 con ngoài thôi đó, được 8 con ha, nhưng mà mình không biết là nó có tới tuổi sinh sản chưa, mình thấy nó cũng to rồi. Nó bạn nào biết kinh nghiệm thì các bạn comment nha, chia sẻ cho mình nha. Nó mình cũng đang mong chờ những cái con bò cạp này sinh sản cho mình ha. Còn bò cạp sa mạc thì sinh sản nhiều rồi. Nó còn bò cạp đen này thì cái lứa này này nó chưa sinh sản ha. Mình cũng đang mong chờ nha bạn ha. Đó, chui trọng. Đó thì giờ này nó cũng ở trong hang của bạn ơi. Nó không có ra ngoài, nó rút hết rồi các bạn ha. Đó thì thôi thì cái video hôm nay ha là mình làm một cái chuồng mới ha, mình làm một lớp nền bằng đất đỏ ha, mình làm cái chuồng có hang rồi có bố cục có gốc cây có đá đồ đó để cho mấy con bò cạp này nó di chuyển rồi nó có làm hang trú luôn nè đó, để cho mấy con bò cạp mình nó qua chuồng mới nó ở nó không bị dơ lại bị nổ mốc các bạn đó, giờ bữa mình cho nó sống trong cái chuồng mà để sơ dừa các bạn, nó bị mốc nó bị ẩm đồ bạn nó rất là hôi đó, mình mới nãy ý tưởng là mình có tham khảo trên YouTube, mình thấy các bạn đi bắt bò cạp á thì những con bò cạp nó sống ở trong hang á bằng đất đỏ rồi các bạn, nó thì mình nãy ý tưởng mình làm cái chuồng ha, có lớp đất đỏ đó, rồi có hang rồi có bố cục có cây có đá đó, có hồ nước đó, làm mới cho những cái con bò cạp mình nó qua nó sinh sản sinh sống rồi nó tới tuổi sinh sản nó sẽ sinh sản cho mình những con bò cạp con ha bạn ha. Đó thì để mình thể theo dõi một thời gian nữa coi ha, những con bò cạp mà nó sống ở cái môi trường này nó có quen hay không hoặc là có sinh sản hay không, nó thì lúc đó mình sẽ cập nhật tiếp cho bạn xem ha về cái bầy bò cạp đen này nha bạn, nó chùi rút hết đó bạn. Đó, bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha. Đó, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.